Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Và tiếp theo trong cái bản tin sức khỏe hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại rau rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam chúng ta. Đấy là loại rau ngót, là một loại rau thường được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên thì loại rau này rất tốt cho sức khỏe, nhưng lại có bốn tạng người này không nên ăn rau ngót nhiều, kéo gây hại cho sức khỏe. Vậy thì bốn tạng người này là những tạng người như thế nào? Thì sau đây xin mời quý anh chị chúng ta cùng tìm hiểu về bốn tạng người này. Thứ nhất là phụ nữ mang thai không ăn rau ngót. Thì trong đông y, rau ngót là một loại rau có tính mát, nhiều vitamin và có tính giải nhiệt, giải độc gan, thanh lọc cơ thể tốt. Tuy nhiên thì trong cái quan niệm dân gian thì nó có khả năng làm tăng sự co bóp của dạ con. Vì vậy mà nếu những người phụ nữ mang thai thì rất độc, ăn rau ngót gây sảy thai, sinh non. Ngoài ra thì theo y học hiện đại thì cái lượng papaverin trong rau ngót sẽ gây kích thích dạ con, dễ gây sảy thai, nhất là trong cái thời gian 3 tháng đầu của thai kỳ, cần tuyệt đối tránh xa loại rau này. Thứ hai là người mắc bệnh còi xương, thiếu canxi. Thì nếu bạn đang mắc cái chứng bệnh là thiếu canxi, loãng xương, trẻ nhỏ mắc bệnh còi xương, suy dinh dưỡng thì không nên ăn rau ngót. Nguyên nhân là trong cái quá trình trao đổi chất thì rau ngót tạo ra cái một chất gây cản trở cái việc hấp thu canxi và phốt pho, nên khi ăn nhiều rau ngót sẽ khiến cho cái bệnh tình của bạn thêm nặng hơn. Thứ ba là những người mất ngủ, kém ăn. Thì rau ngót khá lành tính, nhưng với những người kém ăn, khó ngủ không nên ăn rau ngót thường xuyên, vì nó có cái khả năng là khiến bạn ngày càng chán ăn hơn. Thì theo các cái chuyên gia nghiên cứu tại Đài Loan thì những người uống nước ép rau ngót từ 1 tuần đến 7 tháng với cái lượng dùng là 150g trên lần sẽ có cái hiện tượng là kém ăn, khó thở, tâm trạng mệt mỏi hơn. Nhưng nếu bạn nấu chín kỹ rau ngót thì những cái thành phần này sẽ được hạn chế đi rất nhiều. Và thứ tư, đấy là những người mắc tiêu chảy. Trong thành phần rau ngót có tính hàn, nên khi bạn đang lạnh bụng, tiêu chảy thì không nên ăn rau ngót. Bởi rau ngót nhiều chất xơ, tính hàn, nên là khi bạn ăn rau ngót trong cái thời gian này sẽ khiến cho bệnh tình của bạn tăng nặng hơn. Chính vì vậy mà bạn nên tránh xa rau ngót nếu như đang mắc bệnh này. Trên đây đấy chính là bốn tạng người không nên ăn nhiều rau ngót, kéo gây hại đối với sức khỏe của chúng ta. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video, và chúng tôi sẽ phản hồi lại quý anh chị trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu như quý anh chị là những người lần đầu tiên đến với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.